Kroos phải dùng thuốc giảm đau để đá ở Euro 2024. Tiền vệ tuyển Đức Toni Kroos phải sử dụng băng dán cơ và thuốc giảm đau để thi đấu ở trận ra quân thắng Scotland 5-1 tại Euro 2024. 4 ngày trước trận mở màn giải đấu trên quê hương, Kroos bắt đầu bị đau cổ dữ dội. Anh nói với em trai Felix rằng sẽ không thể ra sân ở trận gặp Scotland vào tối 14 tháng 6. Cơn đau hành hạ Kroos đến mức anh phải sử dụng băng dán cơ, điều mà tiền vệ 32 tuổi ít khi làm. Tôi không thích sử dụng băng dán cơ. Nhưng cơn đau tiếp diễn trong lúc tập luyện và ngày càng tồi tệ hơn, Kroos tiết lộ với báo chí Đức ngày 18 tháng 6. Cuối cùng, nhờ sự kết hợp giữa việc điều trị, băng dán cơ và thuốc giảm đau, tiền vệ tuyển Đức đã có thể ra sân. 98% là nhờ thuốc giảm đau. Băng dán giúp ích khoảng 2%, nhưng thuốc giảm đau và điều trị mới là yếu tố quyết định giúp tôi không còn cảm thấy đau trong trận đấu. Anh nói, Kroos thi đấu chói sáng ở trận ra quân của tuyển Đức, chuyền chính xác 101 lần trong 102 đường chuyền, đạt tỷ lệ 99%. Đây là tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất tại Euro, trong số những cầu thủ chuyền tối thiểu 100 lần một trận, từ khi có thống kê này vào năm 1980. Những phương pháp giảm đau giúp Kroos thi đấu đến phút 80, trước khi nhường chỗ cho Emre Can. Sau cùng, tôi cảm thấy ổn trong cả trận đấu. Không có vấn đề gì xảy ra và mọi thứ đang tiến triển tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình, đặc biệt là khi xét đến những gì đã xảy ra, Kroos cho biết. Cựu tiền vệ Real khẳng định thể trạng của anh đã được cải thiện nhưng chưa sung mãn nhất. Dù vậy, Kroos lạc quan rằng anh sẽ sẵn sàng ra sân ở trận tiếp theo, gặp Hungary tối 19 tháng 6. Nếu giành thêm một chiến thắng, Kroos và đồng đội sẽ trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng knockout. Kroos từng chia tay đội tuyển Đức, nhưng quyết định trở lại hồi tháng 3 để tham dự Euro 2024, cũng là giải đấu cuối trong sự nghiệp của anh. Trước đó, Kroos đã tuyên bố giã từ sự nghiệp câu lạc bộ sau mùa giải vừa qua với Real. Không chỉ mang lại cho tuyển Đức những phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu ở giữa sân, Kroos còn thể hiện cá tính của một thủ lĩnh. Theo huấn luyện viên Julian Nagelsmann, bài nói chuyện ngắn của Kroos giúp các đồng đội lấy lại bình tĩnh trước khi vào trận ra quân.